Thị trấn Tam Đường trong một hoàng hôn ngày trọng thu, thị trấn đã lên đèn. Những ngọn đèn vàng soi bóng những dãy phố khang trang, nằm êm đềm trong màn sương nhẹ nhẹ. Gặp lại những người đồng nghiệp của ngành cao su, những người đã mang cây cao su từ miền Đông Nam Bộ ra Tây Bắc. Trong cái lạnh nhẹ nhàng đêm miền cao, chén rượu hàn huyên thật nồng nàn cái tình cảnh thả hương ngộ cố tri. Ngày hôm sau, mấy anh em rủ nhau cùng đi chợ phiên Tam Đường. Chợ họp hàng tuần vào ngày thứ bảy. Đi chợ phiên vùng cao, người ta sẽ nhận được một thứ thật thú vị mà chẳng mất tiền mua, đó là sắc màu và niềm vui. Người đi chợ phiên cũng bán mua mua, cũng chào mời ngã giá. Thế nhưng chuyện dở ngon rẻ đắt, lời qua tiếng lại chỉ cốt cho có, chỉ cốt bày tỏ lòng nhau, cốt cho thỏa cái tình thân của người với người sau nhiều ngày cách ngăn xa vắng. Thành ra người đi chợ phiên tuy là đi chợ mà tâm thế lại như vị thiền sư trong câu chuyện Thập Mục Ngưu Đồ, ở cảnh giới cao nhất, cảnh giới thọng tay vào chợ. Tuy cũng là giữa chợ đời mà thông dong tự tại, tâm chan hòa thư thái, một niềm hỷ lạc vô ưu. Lào Cai đón ta bằng dãy Hoàng Liên Sơn và con đèo Ô Quy Hồ lừng lẫy. Không biết đã từ bao đời, bằng bao nhiêu mồ hôi và lòng quả cảm mà người ta đã dựng thành một cung đèo như thế. Ô Quy Hồ như để nối đất với trời, để đưa chân người thăng hoa cùng mây ngàn gió núi. Xe dừa chạy lên trong nắng ngang, thì thấp đã mịt mờ trong sương giăng. Dừa di du cùng mưa bay, lại bỗng bồng bềnh cùng gió lạnh. Nếu thác bạc như dải lụa của thần tiên nằm vắt lưng trời, thì những tầng hoa thạch thảo là gấm nhung đưa chân người lạc vào cõi thần tiên hạ giới. Như vậy đó, Ô Quy Hồ là cung đường mà người ta khi được may mắn một lần qua thì sẽ ngàn thu tưởng nhớ. Mùa năm nay, Sapa, cái thành phố thần tiên mộng ảo ngày nào, giờ chỉ còn là một nỗi niềm ê chề thất vọng. Đất trời vẫn muôn trùng bao dung, mà sao trí dạ con người lại thiểu năng vô cảm. Đường đất một màu loang lổ vì công trường, cho một ngày mai phong quang hơn thì cũng đành. Nhưng những nhà cửa phố xá đã định hình thì ngày càng bon chen và thô lậu. Cái đẹp và những nghệ sĩ chân chính đã phải nhường cho tiếng bông phèn mang rợ của kim tiền. Mây sương hồn nhiên như đã lùi xa ngoài đỉnh ngàn, và tình người chân chất đã bị thay bằng trí trá. Ôi thôi biết bao giờ ta gặp lại em, Sapa của mùa xưa.
trong nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi, nhóm đã rời Sapa qua Lào Cai, cũng lại là một biên trắng của Phù Hoa, để hướng về Bắc Hà. Nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lào Cai, Bắc Hà từng là lãnh địa của hai cha con thổ ti người Tày, Hoàng Yến Chao và Hoàng A Tưởng. Mà di tích ngày nay vẫn còn, đó là ngôi dinh thự của họ nằm giữa thị trấn, vừa có vẻ uy nghi thể hiện sự giàu sang, vừa mang dáng dấp kiểu thất thời quá giản. Bắc Hà cũng là vùng đất của các làng nghề thổ cẩm, nấu rượu ngô danh tiếng, vùng đất của nhiều hoa đầy hương sắc, những đồng lúa đẹp ngất ngây. Những mạch sống của dân gian Bắc Hà tuy bình dị nhưng lại bền bỉ và thật sự mang một nét duyên ngầm, dễ làm say lòng người như men rượu ngô bản phố. Ngày chợ phiên, cả thị trấn Bắc Hà như bừng lên một sức sống thật lạ lùng. Từ những triền dốc nắng, từ những lưng đèo mây, khi sương còn chưa tan và nắng mới ửng bên sườn núi, thì từng đoàn người, ngựa xe cởi mở, khăn áo muôn màu, đã cùng một hướng là tề tụ về với chợ phiên. Chợ phiên Bắc Hà là chợ phiên mừng vui, chợ phiên giàu có nhất vùng Tây Bắc. Người từ các bản làng dù gần, dù xa, đến với chợ dù để bán, dù tìm mua, thì ai ai cũng đều mang đến cho nhau và mang về cho mình một nụ cười đầm ấm. Một chuỗi giao tình truyền kỳ chừng đã ngàn năm. Chỉ e rằng rồi đây, không biết Bắc Hà còn giữ được cái duyên xưa lâu dài hay lại như Sapa. Ngàn xanh xưa thắm còn đâu nữa, ngày gió vô tình hương núi phai.